Còn tại Kiên Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố Danh Men Ten sinh năm 2005 và Danh Sóc Phi sinh năm 2000 cùng ngụ tại xã Bình An, huyện Châu Thành về tội cướp giật tài sản. Được biết hai đối tượng này ngỏ lời xin chụp hình chung với hai bé gái nhưng không được, nên sau đó Têu liền ra tay giật lấy chiếc điện thoại của những người này cho bỏ tức rồi lên xe cùng với Phi tẩu thoát. Theo kết quả điều tra, trước đó sau khi nhậu xong, Phi rủ Theo đi lên cống ngăn mặn trên sông Cái Bé thuộc xã Bình An chơi thì Theo đồng ý. Phi liền lấy một cây dao đưa cho Theo cầm để phòng thân, sau đó Phi điều khiển xe mô tô chở Theo đến giữa cống ngăn mặn Cái Bé thì gặp hai bé gái là Nguyễn Thị Diễm Trang 15 tuổi và Phan Thị Ngọc Hân 13 tuổi, ngụ thị trấn Dòng Riềng, huyện Dòng Riềng, cũng đang ở đây ngắm cảnh. Lúc này Phi dùng che cho Theo bước xuống, Theo tiến lại gần Trang và Hân rồi ngỏ lời xin chụp ảnh chung nhưng không được hai bé gái đồng ý. Lợi dụng lúc Trang đang nghe điện thoại, Theo liền ra tay giật lấy chiếc điện thoại rồi tiếp tục giật lấy chiếc điện thoại di động của em Hân đang cầm trên tay. Sau đó cả hai nhanh chóng chạy xe tẩu thoát. Nhận được tin báo của bị hại, công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, phát hiện Phi và Theo chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.